Rồi, thì mục tiêu của cái bài này thì cũng như các bài trước ha, mình cũng sẽ nắm được về cái phần chung á, là mình sẽ nắm được về cái định nghĩa về yếu tố dịch tễ của bệnh nhân thực quản. Sau đó mình trình bày được nguyên nhân cơ chế bệnh sinh của bệnh theo y học cổ truyền với hiện đại nha. Y học cổ truyền của hen phế quản nó có bao nhiêu thể ha, 9 thể thì mình phải nắm được cái thể lâm sàng đó. Rồi, ngoài ra thì mình trình bày được cái nguyên tắc điều trị bệnh hen phế quản theo y học cổ truyền với hiện đại luôn. Ngoài ra thì mình trình bày được cái cách điều trị của bệnh ha. Rồi, về y học hiện tại thì đầu tiên mình sẽ nói đến cái phần đại cương. Bệnh hen phế quản hay là còn gọi là hen suyễn thì nó là một bệnh mãn tính. Và cái bệnh này nó chiếm tỷ lệ là khá là cao ha. Nó đòi hỏi một cái điều trị rất là khắt khe vì khó kiểm soát được nó. Tại vì kiểm soát nó thì phải phụ thuộc vào cái môi trường sống và điều trị thuốc hỗ trợ rất là nhiều. Hiện tại thì hen phế quản là một cái vấn đề đang gặp phải ở rất nhiều nước và ở nhiều lứa tuổi ha. Số bệnh nhân vẫn càng ngày càng tăng lên. Cái thuốc điều trị thì càng ngày càng phải có nhiều các loại thuốc mới, nhưng mà cái khả năng kiểm soát nó vẫn không có được tốt ha. Phản ứng phụ khi dùng thuốc nó vẫn còn nhiều. Cái bệnh này thì mình thấy rằng là những bệnh nhân hen phế quản là chiếm tới 25% cái số bệnh nhân tại nhập viện hàng năm về bệnh đường hô hấp. Trẻ em tới gần một nửa là phải nghỉ học ít nhất một lần trong cái năm học vì hen phế quản ha. Người lớn thì phải nghỉ làm và nó gây ra tới 3.000 trường hợp tử vong mỗi năm. Rồi, đây là cái tỷ lệ mắc hen phế quản được chẩn đoán theo độ tuổi tính trên 100.000 dân ở thế giới ha, năm 2015. Thì mình thấy rằng là những cái nước mà có màu đỏ là những nước mà có cái số lượng người bị hen phế quản nhiều ha. Ví dụ như là ở Trung Á này ha. Rồi ở những cái nước ví dụ như là Campuchia, rồi Đông Timor, Myanmar các thứ thì cái tỷ lệ hen phế quản cũng khá là cao. Việt Nam thì nằm ở trong cái nhóm trung bình, tức là có khoảng độ tầm độ khoảng 300 đến 500 người bị hen phế quản năm. Thế này là tính trên 100.000 dân nha. Dân số của mình hiện tại là khoảng 97 triệu. Mình nhân lên thì đó là cái con số mắc mới hen phế quản mỗi năm của Việt Nam. Rồi, ở Việt Nam thì có khoảng 5% dân số bị mắc hen phế quản ha. Trong đó thì 1/3 trẻ em là bị mắc hen phế quản. Đó, tức là cái tỷ lệ hen phế quản của trẻ em nó cao hơn của người lớn rất là nhiều. Nhất là trẻ em dưới 5 tuổi á nha. Nó có một cái thể bệnh riêng là thể hen phế quản trẻ em luôn. Nha. Đó, còn trên thế giới thì cái số người mắc hen suyễn là tới 300 triệu người ha. Đó. Và cái tỷ lệ trẻ em mắc bệnh hen suyễn trên thế giới cũng tương đương Việt Nam là khoảng 1/3. Người ta ước đoán là tới năm 2025 á, là có khoảng 400 triệu người. Tức là từ năm 2015 tới năm 2025 là 10 năm, ước đoán là tăng tới 100 triệu người bị hen phế quản. Không có giảm đến nào, chỉ có thể tăng thôi. Rồi, về định nghĩa của hen phế quản thì hen phế quản theo định nghĩa của GINA là cái tổ chức quản lý hen á, thì hen phế quản là một cái sự xáo trộn do cái viêm mãn tính ở đường hô hấp có sự tham gia của nhiều tế bào viêm ha, làm cho cấu trúc của tế bào nó thay đổi, tăng kích đáp ứng của cái đường thở, gây ra cái tình trạng là can tan rít, khò khè, khó thở, nặng ngực và ho. Thì cái triệu chứng của hen phế quản nó thay đổi một cách nhanh chóng ha. Nó có nhiều cái cơn gây hen phế quản. Những cái cơn đó thường thì nó sẽ xảy ra vào ban đêm và gần sáng. Thì triệu hình chung cái bệnh hen phế quản nó là một cái bệnh mà bệnh lý về đường hô hấp, nó do cái đáp ứng của cái dị ứng miễn dịch của cơ thể ha. Nó là một cái đáp ứng dị ứng toàn thân và trên đường hô hấp, xảy ra cả toàn thân và đường hô hấp luôn. Triệu chứng thì nó khá là đa dạng, nhưng mà đa phần nó sẽ là khó thở và khò khè.
Rồi, phân loại cái hen phế quản thì mình sẽ có nhiều cách phân loại. Nếu mà dựa vào cái nguyên nhân thì mình có cái hen dị ứng ha, hòa và hen nội tại. Hen dị ứng là do những cái nguyên nhân về dị ứng, những cái dị ứng nguyên ấy, chẳng hạn như là thời tiết lạnh này, phấn hoa này ha, rồi bụi này, nấm mốc này, thức ăn như là dị ứng thức ăn như là tôm, hải sản này, dị ứng đậu phộng này kiểu vậy đó, hoặc là dị ứng thuốc nó cũng có thể gây ra một cái tình trạng hen. Còn hen nội tại hay còn gọi là hen thể tạng ha, hen thể tạng là nó không cần một bất cứ một cái yếu tố dị ứng nào hết, tự cơ thể người đó có một cái đáp ứng miễn dịch chống lại chính cái tế bào đường hô hấp á, nó gây ra cái tình trạng hen ha. Thường cái hen nội tại này, hen thể tạng thì nó xảy ra ở người già, người lớn tuổi. Còn nếu mà dựa vào cái phân loại, dựa vào tính chất của cái cơn hen thì mình sẽ dựa vào mức độ hen ha. Hen mình phân là 4 độ ha. Rồi đây là mức độ nặng của hen phế quản. Thì mình sẽ có 4 mức độ ha, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4. Thì cái bậc 1 á là cái hen nó xảy ra theo từng cơn ngắn thôi ha. Bậc 2 là cái cơn kéo dài nhẹ, bậc 3 là cái cơn nó kéo dài mức độ trung bình, và bậc 4 là cái cơn hen nó kéo dài và nặng. Thì cái triệu chứng là nó có cái sự khác biệt này. Ví dụ như cái bậc 4 ấy, là cái cơn khó khè khó thở, nó sẽ xảy ra liên tục, nó làm cho mình hạn chế vận động thể lực luôn, ví dụ như là muốn đi lại cũng khó khăn ha, muốn hoạt động sinh hoạt bình thường cũng khó khăn. Còn cái hen bậc 3 thì cái hen này nó có hoạt động, nó có ảnh hưởng đến cái hoạt động thể lực hàng ngày, và đôi khi ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, ví dụ như là ở xảy ra cái cơn khó thở vào ban đêm đó. Rồi cái bậc 2 á thì cái tần suất hen nó sẽ ngắn hơn, ít hơn, ví dụ như là chỉ khoảng độ lớn hơn một tuần một lần, ví dụ như một tuần nó xảy ra khoảng 2 đến 3 cái cơn hen. Còn cái hen hen bậc 1, hen nhẹ nhất ấy, là có cái tần suất cơn hen là ít hơn một lần một tuần, ví dụ như là một tháng nó sẽ xảy ra từ 1 đến 2 lần cơn hen thôi. Rồi khi mà mình chẩn đoán cái bậc hen ấy thì chỉ cần có một trong những cái yếu tố trên là có thể xếp nó vô vào cái bậc của nó nhé. Ở đây nó có một cái là dựa vào cái đo chức năng hô hấp á, FEV1 hoặc là VEF á ha. Đó thì khi đo chức năng hô hấp ra, dù bệnh nhân chẳng hạn như cô ví dụ nha, bệnh nhân này cái cơn hen của người ta chỉ tầm độ khoảng là một lần một tuần thôi, hoặc là hai lần một tuần thôi đúng không? Nhưng mà cái EVF của người ta là thì nó ở đến cái mức, nó giảm tới cái mức 60 đến 80% thì mình sẽ cho nó vô bậc 3, tức là mình sẽ lựa cái bậc nặng hơn để mình xếp ha. Rồi phân loại kiểm soát được cơn hen á, tức là khi mình điều trị mình xem là mình đã kiểm soát được cái bệnh nhân đó chưa, thì tiêu chí là dựa vào số cái cơn ở ban ngày này, dựa vào cái hạn chế hoạt động thể lực, dựa vào triệu chứng ban đêm, dựa vào việc có phải điều trị thuốc cắt cơn hay không, dựa vào cái chức năng của phổi nha, và những cái đợt kịch phát. Thì ví dụ như là bệnh nhân này kiểm soát tốt là khi mà bệnh nhân không có cái triệu chứng ban ngày, hoặc là ít hơn hai lần cái triệu chứng một tuần, tức là ban ngày bệnh nhân cũng lên cơn hen, thì mình đếm xem là ở cái một tuần đó bệnh nhân xảy ra mấy cái cơn hen vào ban ngày, để mình đếm không có cơn hen nào thì bệnh nhân đang sốt tốt, không có hoạt động, không có ảnh hưởng đến hoạt động thể lực gì hết, không có làm cho bệnh nhân bị thức giấc ban đêm, không cần phải điều trị thuốc cắt cơn hoặc là điều trị ít hơn hai lần một tuần, chức năng hô hấp thì bình thường, thì bệnh nhân này được xếp là đã kiểm soát tốt. Rồi nếu mà bệnh nhân kiểm soát được một phần thì người ta sẽ xảy ra ví dụ như là ở số cơn ban ngày là lớn hơn hai, số cơn ban đêm là có xảy ra ha. Rồi cái EVF hoặc FOV hoặc là PEF á là giảm nhỏ hơn 80%. Còn nếu mà không kiểm soát được ấy, là nó sẽ có trên ba cái yếu tố này thì là bệnh nhân đó không kiểm soát được, mình phải đánh giá lại cái điều trị.
Rồi, những cái tác nhân gây hen phế quản ha, ở đây mình sẽ có rất nhiều cái tác nhân gây hen phế quản, có những cái tác nhân mà không thể can thiệp được, ví dụ như là di truyền ha. À, rồi có những nhân còn lại có thể can thiệp được, ví dụ như là ở những cái dị ứng nguyên ha, dị ứng nguyên như là côn trùng, phấn hoa, có mùi hương, khói bụi, nấm mốc, những cái đó là mình có thể can thiệp được, mình có thể thay đổi môi trường sống ha. À, rồi à, những cái yếu tố mà như là căng thẳng, stress các thứ tức giận là mình cũng có thể can thiệp được một phần. Rồi cái cơ chế bệnh sinh của cái hen phế quản như là khi mình có một cái dị ứng nguyên, chẳng hạn như là cái người đó bị dị ứng với lại phấn hoa hay là lông mèo đi, thì khi hít phải cái phấn hoa đó hoặc cái lông mèo đó thì cái dị ứng nguyên nó đi vô đường hô hấp ha. Đi vô đường hô hấp thì cái đường hô hấp của mình ấy lót trong cái lòng cái biểu mô hô hấp, nó là những cái tế bào nó có những cái tế bào biểu mô, nó có những cái lông chuyển này ha. Đó, thì bình thường khi vô á nó sẽ phải đẩy những cái dị ứng nguyên nó ra, nhưng mà những cái dị ứng nguyên này nó vô nó có cái tính kích thích quá mạnh á ha, nó vô nó sẽ bị những cái đại thực bào nó bắt lấy đó, bị những cái đại thực bào bắt lấy ha, gây ra những cái đại thực bào này nó sẽ kích thích cái linh cô tê ha, sản xuất ra cái cytokine gây viêm á, những cái cytokine gây viêm ha, những cái prostaglandin này, vitamin này, sản xuất ra vitamin gây co thắt cái đường hô hấp ha. Đó thì tất cả những cái yếu tố gây viêm này, những cái cytokine này, histamine này này, nó sẽ kích thích cái tương bào, nó sẽ sinh ra cái kháng thể này nó lại tác động ngược lên cái biểu mô, cái đường hô hấp gây khó khăn của phế quản ha. Rồi nó sẽ tạo thành một cái vòng luẩn quẩn, những cái kháng thể là kích thích thành những cái bạch cầu đưa axit ha, gọi là eosinophil đó. Những cái bạch cầu đó nó lại làm cho cái phản ứng viêm nó nặng hơn đó. Thì cái phản ứng viêm đó nó gọi là phản ứng viêm cấp tính. Nếu mà nó cứ kéo dài, cái eosin nó vẫn còn, cái cytokine, những cái phản ứng viêm nó vẫn còn một thời gian ngắn thì gây ra là cái viêm bán cấp. Còn nếu mà nó kéo dài, kéo đi kéo lại liên tục thì nó thành mãn tính. Rồi đây là một cái hình vẽ rõ hơn của cái vừa nãy thôi ha. Đó, khi mà có cái dị ứng nguyên vào kích thích cơ thể thì những cái tế bào bạch cầu của mình nó sẽ bắt lấy ha, sinh ra những cái yếu tố gây viêm ha, những cái cytokine, những cái prostaglandin, những cái histamine ha. Đó, những cái yếu tố gây viêm đó sẽ kích thích này. Thứ nhất là tăng tiết nhầy, thứ hai là kích thích cái dây thần kinh, làm cho cái tế bào làm cho cái cơ trơn của cái đường hô hấp nó co thắt lại ha. Đó, gây ra cái tình trạng là co thắt này, tăng tiết dịch này, làm cho mình bị có triệu chứng như khò khè và khó thở. Rồi mình thấy là cái đường hô hấp của các bệnh nhân hen phế quản nó sẽ co thắt nhỏ lại, còn cái lòng mạch nó còn nhỏ xíu này, cái biểu mô thì nó dày lên ha, nó thâm nhiễm nhiều cái tế bào bạch cầu lympho T, lympho B, rồi quan trọng nhất là cái eosin ha, là cái bạch cầu ưa axit ạ ha. Đó, cái bạch cầu đó sẽ tiết ra nhiều cái yếu tố gây viêm hơn. Đó, đây là cái phế quản bình thường, mình thấy rằng cái mạch máu các thứ nó thông suốt này ha, cái biểu cái cơ trơn nó mỏng này, cái biểu mô niêm mạc nó mỏng bình thường này ha, cái lòng phế quản thì nó rộng. Còn đây là cái cấu trúc của một cái phế quản bị hen ha. Đó, mình thấy rằng những cái mạch máu, những cái cơ trơn mạch máu là nó bị dày lên, đó, bị thâm nhiễm này, cái thành cơ trơn nó bị dày, niêm mạc bị dày lên, tăng tiết dịch tiết, co thắt nhỏ lại. Đó, mình thấy rằng cái người bị bệnh hen ha, đây cái miêu tả cái đường dẫn khí bình thường đây. Khi mà vào cơn hen thì cái khí phế quản nó bị co thắt còn nhỏ lại như thế này. Khi mà mình nghe cái tiếng khò khè là sao, là do cái ống phế quản nó bị co thắt lại, cái đường thở nó nhỏ lại, thì khi mà không khí nó đi qua nó sẽ tạo ra cái âm thanh. Bình thường mình thấy ở những cái nơi nào nó hẹp hẹp và gió nó thổi mạnh là mình cũng nghe cái tiếng hít, tiếng gió thổi đúng không, thì cái tiếng
tiếng khò khè của cái hen phế quản nó tạo ra cũng do cơ chế như vậy. Khi mà không bị co thắt á, không vào không không ở trong cơn hen, phế quản ít co thắt hơn thì nó nở giãn ra, mình sẽ dễ thở hơn. Nhưng mà vì nó là phản ứng viêm mãn tính nên là cái thành biểu mô của cái phế quản nó vẫn dày nha. Rồi, mình sẽ tóm tắt lại cái cơ chế bệnh sinh nãy giờ mình nói ha. Khi mà mình tiếp xúc với một cái dị ứng nguyên nào đó, hoặc là cái môi trường ô nhiễm, virus, vi khuẩn, nấm các thứ ha, cộng thêm một cái yếu tố đáng sợ đó là một cái cơ địa dị ứng, cái cơ địa thể 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 tạng dị ứng ha, đó thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là viêm cái đường dẫn khí cái phế quản của mình nhá, ha, làm cho tăng bạch cầu ái quan là cái eosin mãn tính, nó sẽ tiết ra những cái yếu tố gây viêm, làm tăng tiết dịch nhầy ha, làm kích thích thần kinh gây co thắt cái đường phế quản ha, đó thì tạo ra cái triệu chứng là ho, khò khè, khó thở, nặng ngực. Những cái yếu tố mà làm cho cái tình trạng ke nặng hơn, ví dụ như là những yếu tố dị ứng nguyên này, gắng sức này, chết này, không khí lạnh này, môi trường ô nhiễm này, đó là những yếu tố làm cho hen nó nặng lên. Rồi triệu chứng của hen thì mình sẽ có là đầu tiên sẽ là khó thở, khò khè. Thứ hai nó có thể kèm theo ho dai dẳng, đặc biệt là về ban đêm á ha. Đó rồi có thể có theo triệu chứng là nặng ngực, khó thở, làm cho mình có cảm giác hụt hơi khi vận động ha. Những người bị hen sẽ kém thích nghi với không khí lạnh và dễ bị dị ứng hơn ha. Đó thường thì những cái người mà bị hen phế quản người ta sẽ hay lên những cái cơn hen khó thở đột ngột đó. Đó, những cái cơn hen này nó đặc hiệu, tức là xảy ra nó rất là đặc trưng, đúng gặp những yếu tố như vậy là nó xảy ra, nên là rất là dễ phân biệt. Và trước khi mà xảy ra cái triệu chứng đó, có những cái triệu chứng tiền triệu như là ngứa mũi này, hoặc là hắt hơi đó, sau đó nó sẽ vào cơn khò khè khó thở. Rồi lâm sàng của một cái cơn hen điển hình ấy là mình sẽ thấy là bệnh nhân đột ngột có những cái khó thở, nhất là khó thở về đêm. Và cái khó thở của cái cơn hen là nó khó thở trong cái khí thở ra, tại vì cái đường hô hấp nó bị chít nhỏ lại này ha. Thì khi mà bệnh nhân hít được vô nhưng mà thở ra nó không có giãn được cái đường phế quản nó ra, thế là nó thở ra sẽ rất là khó khăn ha. Rồi khó thở sẽ kèm theo cái tiếng khò khè ở trong cái cổ họng, và bệnh nhân thì ngồi dậy mới dễ thở hơn đó. Bệnh nhân nếu mà có kèm theo ho có đờm thì bệnh nhân khạc được cái đờm ra thì bệnh nhân sẽ bớt khó thở. Rồi triệu chứng thứ hai á, là triệu chứng về cái rối loạn thần kinh thực vật. Khi vô một cái cơn hen thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là da sẽ lạnh, tím tái, vã mồ hôi lạnh, có thể là trẻ em có thể vô cái cơn lơ mơ luôn. Kèm theo nếu mà nặng thì có thể và kèm theo cái triệu chứng của siêu hô hấp, làm cái khó thở thì sẽ biểu hiện ở cái chỗ là cái đường cơ hô hấp phụ ạ, nó sẽ co kéo cơ hô hấp phụ, nhịp thở thì sẽ là tăng nhanh và nông ha. Khi ở trong cơn hen mình khám phổi mình sẽ nghe thấy cái tiếng gan rít này, ngoài ra thì có thể thấy cái rì rào phế nang giảm, rung thanh thì bình thường ha. Rồi đấy là trong cơn hen thì nó vậy, còn ngoài cơn hen thì sao? Thường thì những bệnh nhân ở ngoài cơn hen ấy, cái triệu chứng nó không có cái gì mà điển hình đặc trưng hết á. Đôi khi mình sẽ thấy là ở bệnh nhân đó cơ địa nó gầy yếu hơn vì người khác này, hay mệt mỏi hơn, da xanh nhợt hơn, hay ho đờm nhiều hơn một xíu hơn, ăn ngủ kém hơn một tí, nhưng mà nó không có quá là đặc trưng ha. Nó chỉ đặc trưng khi mà bệnh nhân đó có vô cơn hen thôi. Khám lâm sàng mà ngoài cơn hen thì không có cái gì đặc biệt cả. Đôi khi có thể nghe được một chút âm ẩm nhưng mà cái đấy hiếm lắm. Ngoài cái cơn hen bình thường ha, thì có một số bệnh nhân, nhất là trẻ em hoặc người già, dễ vô cái cơn hen ác tính, tức là một cái cơn hen cấp cứu. Nếu mà mình không cấp cứu kịp, bệnh nhân có thể vô một cái cơn siêu hô hấp,
hoặc là bị trục tử luôn ha. Thì cái cơn hen ác tính nó gọi là cái cơn khó thở, nó rất là nhanh và nặng, nhịp thở sẽ tăng rất là nhanh, có thể lớn hơn 30 lần một phút luôn. Môi tím tái, huyết áp nó có thể tăng thoáng qua nhưng sau đó nó sẽ giảm, xảy ra cái chuyện tim mạch ạ. Bệnh nhân hen ác tính có thể không ho nha, không ho được, không khạc ra đàm được, nhưng mà cái rì rào phế nang nó dường như là mất hẳn, tức là do cái đường hô hấp nó bị ít chặt luôn, trao đổi không khí không có nữa thì mình chả nghe thì cái tiếng gì trong phổi nữa nha. Đó, lúc này nếu mà mình đo cái khí máu động mạch ấy, mình sẽ thấy là ở bệnh nhân có cái áp suất oxy trong máu như giảm, áp suất CO2 thì nó tăng, nó thì dẫn đến cái tình trạng qua hô hấp, bệnh nhân tử vong do cái tình trạng bị nghẹt thở ở trị tim mạch hay là do xuất huyết tiêu hóa. Nói chung là cái tình trạng hen ác tính này nó là một cái tình trạng rất là nặng ha, và thường nó sẽ không đáp ứng với cái điều trị xảy ra ở trẻ em người già bị hen lâu năm ha. Đó, hoặc là do lạm dụng thuốc thường giao cảm, lạm dụng thuốc đó, hoặc là bệnh nhân có dùng những thuốc làm cho cái đờm nó bị đặc lại ấy. Đó, làm cho cái đờm nó đặc lại thì nó không có khạc ra được, nó làm tắc nghẽn đường thở. Rồi, chẩn đoán phân biệt thì sao? Mình nên biết rằng đặc trưng của cái hen phế quản đó là tiếng van rít, nhưng mà không phải mọi tiếng van rít ở phổi đều chẩn đoán là hen phế quản nha, tại vì nó có một số những cái bệnh khác cũng gây ra cái triệu chứng ho khò khè khó thở đó. Những cái bệnh mà có thể gây ra cái tình trạng ho khò khè khó thở là mình phải chẩn đoán phân biệt không? Đầu tiên là những cái bệnh lý mà về dây thanh âm á, cái dây 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 thanh của mình á ha, như là từ viêm u ở dây thanh cũng có thể gây ra cái tiếng rít đó ha, cũng có thể gây ra khó thở luôn. Những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD á, COPD thường thì mình sẽ nghe tiếng gan gan ngáy ha, tiếng gan nó to hơn, nó ồn hơn, nhưng mà những cái người COPD mà đang viêm nhiều á, nó gây co thắt nhiều cũng có thể gây ra cái tình trạng là gan rít luôn ha. Những người mà bị tắc tiểu phế quản này, suy tim yếu huyết này ha, đó, cũng gây ra tình trạng khó thở khò khè. Sẹo phế quản, sẹo phế quản cũng gây ra tình trạng đó, u ha. Rồi những triệu chứng như của thuyên tắc phổi cũng gây ra tiếng khò khè khó thở ha. Rồi cái mà mình hay hay chuẩn đoán phân biệt nhất với hen phế quản đó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là còn gọi là COPD á. Đó, thì đây là cái chuẩn đoán phân biệt của hai cái nha. Đó, thì cái hen phế quản thì nó là một cái tình trạng viêm mãn tính, có ta tăng sự đáp ứng của đường thở, khó thoát đường thở, khó phục hồi ha, cơn thì phải đi phải lại. Còn cái COPD á thì nó là tắc nghẽn đường dẫn khí mà tiến triển nặng dần, không phục hồi, phản ứng viêm thì ít hơn. Đó. Cái cơn hen, cái cơn của hen thường sẽ xảy ra vào ban đêm và gần sáng. Còn cái cơn hen của cái cơn cấp tính của cái đợt viêm phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó thường dựa vào cái đợt bội nhiễm. Rồi, ở nãy mình có nói một phần là cái mức độ kiểm soát cơn hen ha. Thì trẻ em dưới 5 tuổi mình sẽ có mức độ đánh giá cơn hen như thế này nha. Và mình cũng dựa vào cái triệu chứng ban ngày này. Đó. Rồi dựa vào cái hạn chế chạy lực này, rồi dựa vào bệnh nhân có phải dùng thuốc hay không, rồi có cái cơn hen buổi đêm hay không ha. Đó, trẻ em thì mình phải đánh giá cái mức kiểm soát, những cái mức xuất hiện cơn trong tương lai, tại mình điều trị thuốc cho nó tốt, hoặc là mình xem xét cái mức độ tác dụng phụ của thuốc á, để mình điều chỉnh. Người lớn tuổi ha, trẻ trên 5 tuổi thì mình sẽ đánh giá như thế này ha. Rồi về cận lâm sàng của cái cơn hen á, cận lâm sàng của cái hen phế quản á thì mình làm cái gì? Nếu mà mình có chụp x quang tim phổi á ha, thì trong cơn hen thì mình sẽ thấy tình trạng của cái hai cái lá phổi thì sẽ rất là sáng, nó tăng sáng lên ha. Đó, nó tăng sáng lên đó, nó làm mờ những cái hình ảnh của những cái nhu mô phổi khác luôn nha. Đó, trong cơn hen rất là sáng. Còn nếu mà bệnh nhân ngoài cơn hen đó, thì mình sẽ thấy phổi nó trở lại về tình trạng tương đối là bình thường,
nó chỉ thấy là ở hai cái bướu phổi nó hơi tăng mật độ hơn xíu thôi đó. Đây là phim của cùng một người nha, trong cơn hen và ngoài cơn hen, thì thấy trong cơn hen á thấy cái lồng ngực kích thước nó cũng hơi lớn hơn, phổi nó ứ hí hơn này đó. À, còn ở ngoài cơn hen thì phổi nó về kích thước bình thường ha. Rồi những cái cận lâm sàng khác thì mình có những cái gì? Mình có cái xét nghiệm đờm. Thường thì nếu mà có xét nghiệm đờm thì mình sẽ thấy được cái bạch cầu ái quang, bạch cầu gan huyết tăng. À, xét nghiệm đờm thì sẽ coi đờm thì thấy nha. Nhưng mà thường giờ không có ai làm xét nghiệm đờm ở chỗ bán hen hết á. Rồi, làm cái nghiệm khác tăng sức để lên xem cơn hen nó có được kích hoạt không. Nhưng mà cũng ít khi làm lắm, tại vì ở những cái cơ sở nào mà có đủ điều kiện cấp cứu thì mới làm được, tại vì khi mà mình làm cái gắng sức nó sẽ vô một cơn hen, nếu mà không cẩn thận thuốc điều trị không đủ nó có thể làm cho bệnh nhân vô cái cơn hen ác tính mà mình cấp cứu không kịp đó, không có tốt nha. Rồi cái cận lâm sàng mà hiện tại hay làm nhất để chẩn đoán xác định cơn hen luôn á là mình làm cái hô hấp ký ha. À, cái hô hấp ký bữa trước trong cái bài viêm phế quản cấp và mạng mình cũng đã nói rồi ha. Thì khi mà làm cái hô hấp ký, cái hen nó là một cái viêm co thắt đường thở có đáp ứng với lại cái giãn phế quản. À, thì khi mà bệnh nhân qua cơn á, thì mình làm hô hấp ký mình hầu hết mình sẽ thấy bình thường. Nhưng mà đang trong cơn mình làm hô hấp ký lúc đầu bị mình thấy sẽ là co thắt đúng không, giảm cái FOV, nhưng mà khi mà cho cái thuốc giãn phế quản vô thì thấy là nó sẽ có đáp ứng giãn cái đường thở lại được về bình thường luôn á. Rồi đây là cái biểu đồ của cái làm cái hô hấp kín mọi người. Bệnh nhân sẽ có một cái ống phổi như thế này, hít dâu vô đúng không, xong rồi thở ra thì nó sẽ biểu hiện lên cái đường biểu đồ như thế này. Là bệnh nhân hít vô hít thật sâu thì cái đường nó sẽ cong đường như thế này. Rồi khi bệnh nhân thở ra hết cỡ thì cái đường nó sẽ được vẽ đẹp như thế này ha. Còn ở những cái bệnh nhân hen phế quản á, hen phế quản thì nó sẽ khó thở thì thở ra đúng không, thì khi bệnh nhân thở ra hết vô thì bình thường này. À, nhưng mà khi bệnh nhân thở ra là cái đường thở nó không có được thẳng, không có được rộng, nó thu hẹp lại, FOV nó giảm. Ở đây thì mình nói một chút về cái phần mà hôm bữa mình có nói đến dung tích sống này, rồi thể tích cặn này ha, thể tích lưu thông. Thì mình thấy rằng cái biểu đồ này là biểu đồ tượng trưng cho cái công năng hô hấp của mình á. Đó thì cái khoảng cách là tổng cái khoảng cách TLC này, nó là dung tích của toàn bộ phổi nha. Cái VC là dung tích sống, tại sao nó trừ ra một cái khoảng RV này, cái RV này nó gọi là cái thể tích cặn ha. Thể tích cặn là trong phổi luôn luôn tồn tại một lượng khí nhất định, cái lượng khí đấy nó sẽ mục đích của nó là để giữ cho cái phổi mình nó được được nở ra này, tại vì bản chất cái phổi nó là từ những cái bong bóng đúng không, nếu mà không có một cái khí gì hết thì nó sẽ bị xẹp lại, xẹp lại đấy lại luôn đó, nên là luôn luôn có một lượng khí cặn ở trong phổi để giữ cho cái phổi nó được duy trì cái hình dạng của nó đó. Nhưng mà cái khí cặn này nó mà nhiều quá mức á thì mình hít cái khí mới vô nó trao đổi oxy CO2 nó không có được nhiều thì nó sẽ làm giảm cái dung tích sống đi. À, khí cặn này chỉ ở duy trì ở mức độ vừa phải thôi thì nó mới có lợi, còn nó nhiều quá thì nó sẽ có hại ha, nó làm cho, tại vì tổng dung tích phổi của một người nó là cố định, cái TLC này tổng dung tích phổi của một người là cố định. Cái người mập cao to thì cái dung tích phổi nó lớn hơn, cái người gầy nhỏ thì dung tích phổi nó bé hơn ha. Thì cái khí cặn này nó ở mức vừa phải thôi, chứ nó mà tăng lên nhiều quá trao đổi oxy không tốt. Đó, VC là dung tích sống ha, là cái dung tích mình khí mình hít vô hết sức và thở ra hết sức. Rồi còn cái mà thể tích khí lưu thông á, đó là cái hít vô này, thở ra, người mình hít vô bình thường thở ra bình thường không cần gắng sức á, thì đó là thể tích khí lưu thông. Bình thường mình lưu thông khí còn xíu à, nó còn xíu này thôi. Còn những người mà chịu khó mà hít thở sâu á thì cái nó sẽ hít được hết cái dung tích sống luôn, oxy hít vô được nhiều, thải ra được nhiều khí CO2 hơn thì người đó hô hấp sẽ tốt hơn.
Đây là cái bảng biểu đồ cái thể tích phổi và cái dung tích sống của nam và nữ này ha. Nam thì cái thể tích phổi nó lớn hơn nha. Đó. Nữ thì nhỏ hơn này. Tổng cái thể tích phổi của nam là 5 5 8, nữ là có 4 2 à ha. Đó, trung bình là vậy nha. Tuy nhiên có người to, người mập, người gầy, người yếu thì nó sẽ khác. Rồi, à, đây là những cái thông số bình thường ở trong cái đo cái hô hấp ký ha, tại mình biết cái ký hiệu để mình biết vậy thôi à, chứ nó cũng không có, mình không có học về cái hô hấp ký thì mình biết cách đọc không, chỉ cần mình biết là ở cái FOV là gì ha. FOV nó là cái thể tích khí thở ra gắng sức đó. FOV 1 là thể tích thở ra gắng sức trong 1 giây đầu đó. Thì bình thường cái FOV 1 nó phải là lớn hơn 80%. Ừ. Còn nếu mà nó mà nhỏ hơn 80% thì nó bắt đầu là có cái sự tắc nghẽn đường thở rồi đó. Rồi, cái FOV1 trên VC tức là cái thể tích đường thở ra gắng sức trong 1 giây đầu trên cái dung tích sống á, nó được gọi là chỉ số tip-Fail. Cái chỉ số này cũng để đánh giá cái mức độ khó thở ha. Nó đánh ra được cái mức độ giãn nở của phổi hay là lồng ngực. Bình thường cái chỉ số này nó phải lớn hơn 70%. Rồi, khi mình đánh giá cái hô hấp ký á, thì mình sẽ dựa vào cái chỉ số FOV1 sau trừ đi FOV1 trước. Nếu mà cái, tức là sau với trước này là sao? Bệnh nhân bị hen vô đúng không? Đang cơn khó thở, đang đang có triệu chứng của hen. Thì mình cho bệnh nhân làm hô hấp ký lần đầu tiên làm sẽ ra cái FOV1 ha. Đó, là cái thể tích thở ra gắng sức trong 1 giây, cái lần đầu tiên á. Sau đó mình ghi lại cái chỉ số đó. Rồi, lần 2 là mình cho bệnh nhân dùng cái thuốc giãn phế quản, thì thường bệnh nhân hen nó sẽ được đáp ứng ha, nó đáp ứng nó giãn ra thì cái số FOV1 của cái lần sau nó sẽ cao hơn cái lần trước, thì mình trừ đi nếu nó lớn hơn 20 ml thì bệnh nhân này có đáp ứng với lại cái thuốc giãn phế quản ha. À, thì cái này là do hen. Còn nếu mà trừ đi mà nó không không lớn hơn 200 ml thì nó không đáp ứng với thuốc giãn phế quản thì thường nó là COPD. Rồi, cái bẫy khí trong phổi nãy nãy mình có nói đến cái thể tích khí cặn ha, thể tích khí cặn nó cũng còn một cái từ nữa để mô tả đó là cái bẫy khí trong phổi. Khi mà bệnh nhân mà bị cái bệnh về hô hấp mãn tính ấy, thì cái RF này, cái thể tích khí cặn nó sẽ tăng lên rất là nhiều, nó chính là một cái bẫy khí ở trong phổi ha. Người bình thường đây thể tích khí cặn nó có bằng này à đó, còn những người bị hen COPD á thì cái thể tích khí cặn nó tăng lên rất là nhiều. Thì cái thể tích mà cái dung tích sống của mình còn lại nó còn được bao nhiêu đây à, còn có xíu nè, đó thì bệnh nhân sẽ khó thở hơn, dễ bị vô cái cơn hen hơn ha, và triệu chứng hen nó sẽ càng ngày càng nặng hơn. Biến chứng của cái hen thì đầu tiên mình sẽ có là biến chứng hay gặp nhất đó là suy hô hấp. Thứ hai, những người mà bị hen là cái tắc nghẽn đường thở nó có thể gây đến ngạt thở, gây đến cái triệu chứng là tổn thương thiếu oxy não hay gây tổn thương não ha. Hen phế quản lâu ngày gây ra bệnh tâm phế mạn mãn tính. Tâm phế mạn đúng là bệnh suy tim do phổi ấy, ha. Đó thì do cái phế nang của phổi nó bị co thắt lâu ngày, nó cản trở cái tuần hoàn về tim ấy. Nó cản trở cái cầu tuần hoàn từ tim lên phổi, từ phổi về tim trong nhiều năm, làm cho cái tim phải ấy, nó phải giãn ra, nó giãn dần ra to ra. Đó, thì bệnh nhân hô hấp trao đổi máu cũng sẽ khó khăn, làm cho bệnh nhân tím tái ha. Làm cho suy tim, và suy tim này sẽ không hồi phục được nha. Ngoài ra thì hen phế quản ứ khí, nó có thể gây ra cái tràn khí màng phổi và tràn khí trung thất, giãn phế nang ra, phế nang giãn nhiều ra nó làm cho cái giãn phế nang ha. Rồi, hen gây ra cái co thắt đường thở này, tắc nghẽn đường thở, tăng tiết dịch tiết nhiều có thể làm bị bội nhiễm. Rồi, có thể gây ra xẹt phổi ha. Rồi mình học tiếp ha, phần y học cổ truyền. Rồi thì cái bệnh hen suyễn á, trong y học cổ truyền mình từ xưa đến giờ nó có một từ tương đương và gặp rất là nhiều, đó là từ từ háo suyễn ha. Đó, mọi người ai cũng đã từng nghe từ háo suyễn rồi đúng không? Thì về cái khái niệm á, suyễn nó là cái từ để định nghĩa là cái hơi thở gấp gáp. Khi mà bệnh tình trạng nó nặng thì có tình trạng là há miệng ra, rụt vai lại để thở, tức là cái tình trạng mà thở gấp ha, khó thở.
Rồi, khen. Khen là cái âm thanh phát ra từ cổ họng. Nó có tiếng khò khè, khò khừ ở trong cổ họng phát ra khi thở. Thì thông thường mình hay dùng chung là từ hen suyễn hoặc là háo suyễn. À, bình thường ấy, nếu mà bệnh nhân là hen suyễn, háo suyễn nó sẽ đi chung với nhau ha. Nhưng mà có thể bệnh nhân này chỉ có suyễn thôi, có thể không có hen. Nhưng nếu đã có hen thì bắt buộc phải đi cùng với suyễn ha. Tức là bệnh nhân có thể khó thở mà không kèm theo khò khè. Nhưng bệnh nhân đã khò khè thì chắc chắn phải kèm theo khó thở. Đó. Rồi, nguyên nhân của cái chứng hen suyễn này, háo suyễn này ha, thì có hai nguyên nhân chủ yếu. Đầu tiên nó là ngoại nhân, do cảm nhiễm phải phong hàn tà nha. Nguyên nhân nội nhân thì là do bất nội ngoại nhân thì là do là ăn uống, ẩm thực như ăn đồ quá lạnh này, đồ uống rượu này ha, đồ chua mặn ngọt này. Nguyên nhân nội thương do lao nhập thái quá, mắc bệnh lâu ngày nhưng mà không có bồi bổ được cơ thể ha. Hoặc là cái nguyên nhân nội thương nữa là do thiên thiên bất túc hoặc là thiên khí suy. Ở đây là cái sơ đồ, cái cơ chế bệnh sinh của cái chứng háo suyễn và đàm ẩm thường nó sẽ đi chung với nhau ha. Thì bệnh nhân hen suyễn thường là sẽ ho khò khè khó thở cộng thêm với ho đờm á. Thì cái đầu tiên là cái yếu tố là ngoại ngoại nhân ha. Thì trong cái lục tà thì hai cái yếu tố mà gây ra cái bệnh đó là phong hàn tà. Thường thì phong hàn nó sẽ đi chung với nhau. Trên một cái người có cái cơ địa vệ khí nó suy yếu sẵn á, thì cái phong hàn tà nó xâm nhập vào trong cơ thể, nó làm cho cái phế vệ bị tắc trở ha, khí không có lưu thông được, gây ra cái chứng háo suyễn. Nguyên nhân thứ hai đó là do nội thương, do hư lao, do lão suy, do thiên tiên bất túc. Đó, thì những cái người này này bệnh lâu ngày các thứ ha, nó làm cho thận âm hư. Đó, thận âm hư rồi thận dương cũng hư. Đó, thì khi mà thận âm thận dương nó hư á, thì nó sẽ ví dụ như thận âm hư thì nó sẽ không có nuôi dưỡng được cái phế âm. Còn thận dương hư thì nó sẽ không có cái dương khí trong cơ thể ha, nó không có đủ, nó sẽ không có trợ được cái phế khí. Đó, thì khi mà thận âm thận dương mà hư thì nó sẽ ảnh hưởng đến phế âm và phế khí luôn, nó làm cho cái đường lưu thông của cái khí và cái thủy dịch của trong cơ thể nó tắc trở lại, nó gây ra khí nó có thể nghịch lên ha, nó gây ra cái chứng háo suyễn hoặc là đờm ẩm. Cái nguyên nhân do ẩm thực thất điều ha, như nãy mình có nói ẩm thực là gồm có ăn uống đồ sống lạnh này, uống rượu nhiều ha, thì làm tổn thương cái tỳ khí, lâu ngày sẽ làm cho tổn thương cái tỳ khí hư, cái hậu thiên nó bất túc á ha, thì nó sẽ không có vận hóa được thủy cốc này ha, không có sinh ra được khí huyết, khí kém, khí hậu thiên kém thì cũng sẽ làm cho phế khí nó kém luôn. Phế khí kém thì nó cũng sẽ làm cho khí nó nghịch, gây ra cái chứng háo suyễn hoặc là đàm ẩm. Rồi, về thể bệnh lâm sàng. Thể bệnh lâm sàng thì mình có ba thể chính ha. Đầu tiên hen thì thường nó sẽ có cái là hen hàn và hen nhiệt. Còn suyễn thì mình sẽ có suyễn thực ạ, thì sẽ có suyễn thực do phong hàn xâm phạm, do táo nhiệt xâm phạm. Còn cái suyễn hư á, bệnh lâu ngày á, thì nó sẽ là do phế hư. Phế hư thì gồm có phế âm hư và phế khí hư. Ngoài ra nó còn có cái phế tỳ hư. Và cái cuối cùng đó là suyễn do thận hư thì gồm thận dương và thận âm hư. Rồi, thể bệnh lâm sàng của cái chứng hen hàn ha. Hen hàn thì nó là thực chứng do cái phong hàn nó xâm phạm nha. Thì cái tiền căn cái người này thường xuyên có những cơn khó thở về đêm, khi mà trời lạnh, khi mà bệnh nhân lên cơn hen á, tức là bệnh nhân khởi phát sẽ đột ngột lên một cái cơn khó thở và khò khè, kèm theo cái tiếng khò khè là cái sắc mặt tái nhợt, có đờm vướng ở cổ họng, vã mồ hôi và da lạnh.
Tay chân người này sẽ lạnh, những phong hàn ha, triệu chứng đặc trưng của phong hàn là người lạnh, sắc mặt trắng này, ngực sườn đầy tức, đại tiện phân nhão nát. Cái đờm của người nhiễm phong hàn nó sẽ là đờm trong loãng ha, có bọt và dễ khạc. Bệnh nhân nhiễm phong hàn nên nó cũng không có ảnh hưởng gì đến nhiệt hết, nên là không có bị khát nước này. Người nhiễm phong hàn sẽ thích uống nước ấm ha, nước ấm nóng. Lưỡi thì chất lưỡi nó sẽ nhợt, rêu lưỡi mọng và trắng trơn. Mạch thì sẽ là mạch trầm khẩn. Rồi, hen nhiệt thì sẽ có triệu chứng ha. Tiền căn thì cũng là có những cái cơn khó thở khi mà gặp những cái tác nhân gây dị ứng hoặc là bị nhiễm trùng á. Còn một cái cơn hen đột ngột nó sẽ xảy ra khi mà sau một cái yếu tố dị ứng nguyên hay là một cái bội nhiễm nhiễm trùng đường hô hấp, thì bệnh nhân sẽ có kèm theo khó thở, sốt, ho hợp đờm, thì đờm này nó sẽ là màu vàng và hơi đặc, nó dính ha. Bệnh nhân kèm theo các triệu chứng là phát sốt này, mặt đỏ này, vã mồ hôi này, khát nước này, đó là những triệu chứng của cái phong nhiệt ha. Rồi chất lưỡi thì thường là sẽ là lưỡi đỏ, rêu vàng, mạch hoạt sát. Những cái triệu chứng toàn thân nó sẽ gồm có nữa là bứt rứt, khó chịu trong người, đại diện thì sẽ táo. Nếu mà có cái ngoại cảm nhiều á, thì nó sẽ là những triệu chứng của ngoại cảm phong nhiệt ha, đau mình mẩy, phát nốt, phát sốt, phát nước. Chất lưỡi thì sẽ là lưỡi hồng, rêu thì rêu vàng. Rồi đến cái thể mà xuyễn, xuyễn thì xuyễn thực mình cũng có xuyễn do phong hàn ha. Thì trong cơn thì triệu chứng chính vẫn là khó thở, ngực sườn thì đầy tức, đờm thì cũng là loãng trong, phát sốt và đau đầu. Bệnh nhân thì có những cái triệu chứng của những phong hàn ha, rêu lưỡi trắng, mạch phù khẩn. Cái khác biệt của cái hen ấy, của cái xuyễn ấy, là cái xuyễn triệu chứng chính của nó là khó thở, còn triệu chứng chính của cái phần hen thì nó là ho. Mọi người phân biệt được hai cái chính đó nha. Ho và rồi xuyễn thực thể táo nhiệt ha, thì cái triệu chứng chính của nó cũng là khó thở, ngực sườn sẽ đầy tức, phiền nóng ha. Ho thì có thể kèm theo ho, nếu mà có ho thì sẽ có đờm, đờm đặc dính, có khạc, kèm theo phát sốt và đau đầu. Bệnh nhân sẽ khát nước này, đau họng, lưỡi đỏ, rêu mọng, mạch sáng. Rồi thể hư của cái xuyễn thì mình sẽ có là thể phế hư. Phế mình sẽ gồm phế chí hư và phế âm hư. Thì phế chí hư nó sẽ là khó thở, chủ yếu là khó thở về đêm này, có triệu chứng tự hãm này, ớn lạnh ha, tiếng ho thì nó sẽ yếu và ngắn, sắc mặt thì sẽ tái nhợt và trắng ha, mạch thì sẽ mạch hoãn vô lực. Còn triệu chứng của phế âm hư á, thì bệnh nhân sẽ thở gấp hơn này, ho thì ít đờm hoặc là đờm đặc, môi hô, họng khô, sốt thì sẽ hâm hấp về chiều. Triệu chứng đặc trưng của cái phế âm hư đó là sốt về chiều nha. Rồi lưỡi thì sẽ đỏ lên vàng khô, mạch thì tế sát. Háo xuyễn thể phế tỳ hư thì triệu chứng của nó sẽ là gì? Triệu chứng chung của háo xuyễn là khó thở ha, nhất là khó thở về đêm. Cái phế tỳ hư là cái triệu chứng nó cũng sẽ đặc trưng là nó sẽ khó thở về đêm và gần sáng, nhất là khi trời lạnh á. Có thêm triệu chứng của tỳ hư nó sẽ là biếng ăn này, gầy sút, tay chân yếu. Nếu mà có kèm theo ho thì sẽ là ho nhiều đờm, mệt mỏi, bụng thì đầy trướng, đại tiện nhão, môi nhợt, lưỡi đệm gầy trắng nhầy ha, mạch thì sẽ là mạch vô lực. Còn háo xuyễn thể thận hư thì sẽ gồm có thận dương hư và thận âm hư ha. Triệu chứng chung của cái háo xuyễn thể thận hư là nó sẽ là khó thở, khò khè thành cơn khi mà thời tiết trở lạnh, kèm theo cái triệu chứng là đau lưng, mỏi gối, ù tai, tiểu đêm đó. Còn cái triệu chứng mà đặc trưng của cái thận dương hư là bệnh nhân này sẽ sợ lạnh, sắc mặt tái nhợt, nước tiểu trắng trong ha. Vận động thì sẽ lên cơn thở gấp, tay chân có thể kèm theo triệu chứng phù, lưỡi thì bẹo nhợt, rêu nhầy trắng, mạch trầm vô lực.
Còn triệu chứng của thận âm hư sẽ là môi khô này ha, lòng bàn tay lòng bàn chân nóng này, kiểu xón táo bón này, ngũ tâm thiền nhiệt này ha, lưỡi khô đỏ rêu vàng dày này, mạch thì sẽ là mạch tế tế xác. Bệnh nhân mà có những cái triệu chứng báo nguy tức là cần phải cấp cứu lập tức á, là khi mà bệnh nhân lên cơn khí nghịch mà thở gấp vật vã, người đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh, mạch phủ đại mà không có lực, là bệnh nhân mà có triệu chứng này thì phải cho bệnh nhân tới cái cơ sở cấp cứu gần nhất, chứ không là người ta sẽ vô một cái cơn hen ác tính, mình cấp cứu không kịp ha, vào trị tim mạch suy hô hấp. Rồi về phần điều trị thì về Tây y á thì cái quan trọng nhất là cái dự phòng và tiên lượng, tại vì nếu mà mình không có dự phòng và tiên lượng được thì cái kiểm soát cơn hen nó không tốt, sẽ rất là khó để điều trị cái bệnh nhân hen đó ha. Thì khi mà mình kiểm soát một cơn hen, mình dựa vào cái tần suất cái cơn hen đó nó xuất hiện mau hay là thưa để tiên lượng được là cái bệnh đấy nó đang kiểm soát tốt hay không ha. Thì mình sẽ có bốn bốn cái yếu tố, là đầu tiên là triệu chứng ban ngày, như hồi nãy mình nói á, triệu chứng ban ngày nếu mà lớn hơn 2 tuần, 2 lần một tuần thì là kiểm soát không tốt này ha. Nếu mà có thức giấc ban đêm do khó thở không này, có phải dùng thuốc tắt cơn lớn hơn 2 lần một tuần không này, có giới hạn vận động hay không này. Đó thì đó là những cái yếu tố để mình xem là có kiểm soát được cơn hay chưa. Nếu mà không có một cái yếu tố nào hết thì là đã kiểm soát tốt này. Còn nếu mà có một đến hai dấu hiệu một tuần, còn có thứ ba thứ tư thì là thấy hen chưa có kiểm soát được rồi. Mình dự phòng mình cũng dựa vào cái thế dung khí để mình dự phòng cái tiên lượng cho bệnh nhân ha. Khi mà đo cái hô hấp khí ha, nếu mà mình thấy cái chỉ số mà titanium nó thấp á, thì cái hen của bệnh nhân càng nặng ha. Vì cái titanium nó thấp, nó cái dung tích sống của bệnh nhân nó giảm nhỏ như thế này thì bệnh nhân hen nặng ha, và khó kiểm soát. Thể tích khí cạn lắng á, cái thể tích cạn lắng mà nó càng cao ha thì cái hen đấy cũng cũng ngày càng nặng. Rồi mục tiêu điều trị của mình là gì? Mục tiêu điều trị của mình là cố gắng là điều trị tận gốc ha. Mình cố gắng điều trị tận gốc. Tại vì là cái hen này là cái bệnh tắc nghẽn đường hô hấp, nhưng mà nó có phục hồi ha. Nên là mình nếu mà mình điều trị được tận gốc cho bệnh nhân thì càng tốt nha. Nếu mà không thì mình sẽ cố gắng điều trị triệu chứng. Mình điều trị triệu chứng bằng các thuốc là giãn phế quản ha. Nó sẽ có 2 dạng là dạng thuốc khí dung, hoặc là dạng thuốc xịt, hoặc là dạng uống. Những cái thuốc mà làm ức chế cái hiện tượng gây viêm thì mình cũng nên dùng ha. Ngoài ra thì kết hợp với các phương pháp và vật lý trị liệu phục hồi chức năng đường hô hấp. Trong điều trị cái hen phế quản thì cái thuốc cắt cơn hay là cắt ngừa cơn thì là không thể nào là bỏ qua được, nhất là phải có trong túi sách để ngừa những cái cơn lên cơn hen, để ngừa vào cái chuyện là cái cơn hen kịch phát, cái cơn hen ác tính á nha. Nói chung là điều trị cái hen phế quản á nó không phải là quá khó, nhưng mà nó không có tuân thủ được cái điều trị nên là bệnh nhân cũng khó kiểm soát. Nó có nhiều cái yếu tố để mình kiểm soát, có nhiều yếu tố gây ra bệnh mà mình khó để kiểm soát được nó ha. Ít người nào mà có bệnh mà do một cái nguyên nhân đó. Nên là để kiểm soát được hết cái nguyên nhân đó nó cũng rất là khó. Thường thì bệnh nhân sẽ ổn định được một thời gian, sau đó lại tái phát lại. Rồi, mục tiêu thứ 4 là mình sẽ điều trị cái biến chứng. Rồi mình điều trị cái dự phòng của cơn hen ha. Ví dụ như là bệnh nhân có dị ứng cái gì đó thì cố gắng là tách khỏi cái dị ứng nguyên nó ra. Ví dụ như nhà dị ứng lông thú vật thì đừng có nuôi thú vật nữa. Dị ứng phấn hoa thì không tiếp xúc với phấn hoa. Rồi, ngoài ra thì các yếu tố về tâm lý này, những cái liệu pháp về môi trường,
vệ sinh, thay đổi lối sống thì cũng cần phải chú trọng nha. Giữ cái môi trường lối sống sạch, bụi bặm, thoáng mát thì cũng làm cho cái cơn bệnh nhân hen phế quản nó được điều trị ổn định tốt hơn. Rồi, cái phác đồ điều trị của cái hen là sao? Muốn kiểm soát một cái hen toàn diện ha, thì mình cố gắng cải thiện cái triệu chứng hiện tại mà đang có và giảm những cái nguy cơ tương lai. Hai, điều trị triệu chứng hiện tại là sao? Bệnh nhân có triệu chứng gì thì mình phải kiểm soát được cái triệu chứng đó ha. Có lên cơn khó thở thì phải sử dụng các thuốc cắt cơn, sử dụng những thuốc mềm, tăng cường cái chức năng hô hấp cho phổi để duy trị cái hoạt động hàng ngày ha, tập dưới trị liệu phục hồi chức năng hô hấp này đó, rồi giảm cái nguy cơ tương lai. Mình sẽ giảm những cái nguy cơ mà gây những cái cơn hen phế quản, chẳng hạn như là những cái nguy cơ khó thở hay là môi trường này ha. Giảm những cái tác dụng phụ của thuốc nữa, ví dụ như bệnh nhân hen phế quản thường sẽ phải dùng cái thuốc corticoid tác dụng kéo dài á, dùng cái thuốc corticoid lâu dài thì tác dụng phụ nó cũng sẽ rất là nhiều nha. Rồi những cái thuốc điều trị hen thì mình sẽ có thuốc giãn phế quản ha. Thuốc giãn phế quản hay dùng là aminophylline hoặc là theophylline ha. Thuốc beta cường giao cảm này thì mình sẽ có Ventolin, Adrenaline, thuốc cải dị ứng như là Clofenamine, thuốc kháng viêm như là Corticoid ha, thuốc hỗ trợ hô hấp, các phương pháp hỗ trợ hô hấp như là thở oxy và các thuốc long đờm ha. Rồi nếu mà bệnh nhân vô một cái cơn hen mà có nhiễm khuẩn thì mình sẽ chống nhiễm khuẩn bằng cách dùng kháng sinh nhóm beta lactam ha, như là dùng Cefa hay là nhóm macrolide ha. Rồi ngoài ra thì cũng phải kèm theo các thuốc kháng viêm như là corticoid, dùng các thuốc giãn phế quản để long đờm như là aminophylline ha, hoặc là theophylline này. Nâng tổng trạng bệnh nhân là cũng là một cái yếu tố tiên quyết ha, bù nước và điện giải. Các phương pháp không dùng thuốc như là cưng cứu dưỡng sinh thì cũng cần phải được chú trọng. Rồi khi mình gặp một bệnh nhân bị hen thì mình phải làm sao? Như như thấy một bệnh nhân, người thân hay bạn bè hay là người quen của mình vô một cái cơn hen thì đầu tiên mình phải giúp người ta tránh xa được các dị nguyên gây cơn hen. Chẳng hạn như mình biết người đó là bị dị ứng lông mèo đi, thế là bạn đến nhà mình chơi tự nhiên con mèo nó nhảy sổ vào bạn cái, thế là bạn bị lên một cái cơn hen thì mình phải mang con mèo, nhốt con mèo riêng ra, đừng để con mèo nó luẩn quẩn ở đấy nữa ha. Hoặc là đưa bạn ra một cái môi trường nó không có lông mèo, chẳng hạn đi ra ngoài cửa chẳng hạn ha. Rồi đưa ra bệnh nhân ra cái nơi thoáng khí nhất cho bệnh nhân nằm nghỉ ha, cho bệnh nhân uống nhiều nước, tại vì có nhiều nước thì cái đờm trong cổ họng mới được loãng và bệnh nhân mới tạt được đờm ra mới dễ thở. Nếu mà bệnh nhân đó có tiền căn hen và có đang dùng thuốc cắt cơn, có mang thuốc cắt cơn theo thì phải cho bệnh nhân xịt liền, sau đó đưa bệnh nhân vô bệnh viện cấp cứu. Rồi những cái thuốc cắt cơn mà hay dùng ha, thường thì sẽ dùng Ventolin này đó. Thường thì bệnh nhân sẽ cái bình đó nó sẽ có cái liều hít, chẳng hạn một bình là 120 liều đó, thì cái thuốc đó nó sẽ có tác dụng trong tầm khoảng 20 phút, thì khi mà mình dùng và mình xịt cái là nó sẽ cắt cơn bệnh nhân ra khỏi cái cơn khó thở ha. Rồi đây là một số cái thuốc cắt cơn và thuốc ngừa cơn ha. Ventolin này đó, thuốc cắt cơn này, đây là thuốc Fumicort, thuốc ngừa cơn uống xịt hàng ngày nha. Còn thuốc Ventolin là thuốc cắt cơn lên cơn khó thở với xịt. Bây giờ thì nó có cái dạng là phối hợp á, Simbicort ha, phối hợp giữa thuốc tác dụng ngắn và tác dụng dài. Simbicort đây là một số cái cách dùng cái thuốc xịt ha. Nếu mà trẻ con biết cách dùng thì có thể xịt trực tiếp bằng bình. Nếu mà không biết cách thì có thể xịt qua bồn đệm. Xịt qua bồn đệm thì cái liều nó phải cao hơn, tại vì nếu mà xịt trực tiếp nó sẽ vô trực tiếp cổ họng. Còn xịt qua bồn đệm á, cái bồn đệm thì cái thuốc nó sẽ còn tồn tại ở trong cái bồn này, nên là liều phải cao hơn ha. Ngoài ra nếu mà bệnh nhân lên một cái cơn khó thở cấp thì có thể cho phun khí dung Ventolin luôn nha. Tức là cho cái nối với cái bình oxy, phun khí dung oxy lên này, nó sẽ phun ra những cái hạt nhỏ bệnh nhân hít vào luôn. Rồi, đây là cái phác đồ điều trị hen theo cái mức độ nghiêm trọng của bệnh nha. Đây, nếu mà cái cơn hen của mình nó có 4 cấp độ, cấp độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 này ha. Thì đầu tiên là bệnh nhân nào mình cũng phải giáo dục bệnh nhân cái tầm quan trọng của cái việc kiểm soát cơn hen và kiểm soát cơn môi trường sống.
để cho bệnh nhân kiểm soát, hiểu được vấn đề và kiểm soát được cái môi trường sống tốt. Thứ hai á, là bệnh nhân phải điều trị cái thuốc tắc cơn thì nên cho dùng cái thuốc trụ vận beta tác dụng ngắn nha. Nếu bệnh nhân ở cấp độ 1 thì thường là sẽ không phải dùng thuốc ngừa cơn. Bệnh nhân chỉ phải mang theo cái thuốc tắc cơn để lỡ chẳng may nó có lên cái cơn hen để xịt thôi. Còn cái độ 2, độ 3, độ 4 thì cái mức độ mà dùng cái thuốc ngừa cơn á, nó sẽ tăng dần ha. Thuốc ngừa cơn thường mình sẽ dùng là corticoid, dạng hít như là Fumicort đó ha. Đó, thì mình sẽ yếu tố mình sẽ dùng tăng dần theo cái mức độ của bệnh ha. Bệnh mức độ càng nặng thì mức độ dùng thuốc phải càng cao. Ngoài cái thuốc ngừa cơn mình nên dùng cái thuốc giãn phế quản, đường uống như là theophylline này. Nói chung là trong điều trị cái hen mà hen kéo dài, hen dai dẳng á, thì người ta khuyến cáo nên dùng ở cái độ 2, độ 3 thì nên dùng là Montelukast ha. Còn độ 4 thì dùng corticoid dạng uống luôn. Rồi đây là cái phác đồ lựa chọn thuốc. Cái này mình tham khảo thôi ha, tại vì mình cũng không có điều trị một bệnh nhân hen đâu để cho mình phải bắt đầu dùng cái phác đồ này đâu. Nói chung mình chỉ cần biết là ở bệnh nhân bậc 1, bậc 2, bậc 3, 4 là người ta sẽ dùng thuốc gì ha. Thường bậc 1 thì sẽ không có dùng thuốc ngừa cơn ha, dùng thuốc cắt cơn khi cần. Độ 2 trở đi thì bắt đầu phải dùng corticoid ngừa cơn liều thấp hàng ngày rồi. Phối hợp giữa cái thuốc ngừa cơn và thuốc cắt cơn ha, với thuốc giãn phế quản. Rồi, cơ chế tác dụng của một số thuốc điều trị hen suyễn. Corticoid ha là cái thuốc mình dùng để ngừa cơn hàng ngày á ha. Thì cái corticoid nó có tác dụng là kháng viêm ha. Cái thụ thể của corticoid nó sẽ ức chế gây viêm, cái yếu tố gây viêm như là interleukin này, TNF alpha này, những cái cytokine leukotriene gây viêm khác nha. Rồi, cái Montelukast, thuốc uống ha, nó có tác dụng là ức chế cái sự co thắt phế quản, làm cho cái phế quản nó giãn ra, giảm cái tiết dịch của cái viêm phế quản ha. Cái chất trụ vận beta 2 ha, betulin này, thuốc này nó có tác dụng là kích thích các cụ thể làm giảm cái nồng độ oxy của nồng độ canxi nội bào, làm cho giãn cơ trơn phế quản ngay lập tức, gây ra giãn phế quản. Nên là cái chất trụ vận beta 2 này được dùng để xịt cắt cơn. Rồi, theophylline thuốc giãn phế quản ha, nó có tác dụng giãn cơ trơn của phế quản. Rồi, một số thuốc mà hay dùng ha, đây, salbutamol này, thuốc trụ vận beta 2 ha, thuốc này dùng dạng xịt, hay dùng nhất là ventolin ha. Mỗi lần lên một cái cơn khó thở thì có thể xịt từ 1 đến 2 nát để cắt cái cơn hen đó. Rồi thuốc dùng kéo dài là corticoid thì mình sẽ dùng budesonide ha. Đó, tên dịch dược hay dùng đó là Fumicort ha. Đó, thường thì bệnh nhân sẽ xịt là 2-3 lần mỗi ngày. Khi mà mình dùng corticoid ấy, thì phải vệ sinh răng miệng cho sạch sẽ để ngăn cái sự tồn tại của cái thuốc corticoid trong cái niêm mạc miệng họng lâu ngày ấy, nó làm suy giảm miễn dịch ở cái vùng hầu họng, làm cho nhiễm nấm bội nhiễm ha, nhiễm nấm cơ hội ạ. Nói chung là những người mà có cái nguy cơ cao bị nhiễm nấm suy giảm miễn dịch thì thay vì dùng cái thuốc trực tiếp thì có thể dùng qua cái buồng đệm để cái thuốc nó tồn lưu ở cái buồng đệm chứ nó không có tồn lưu trong cổ họng của mình, trong miệng họng của mình. Rồi đấy là về Tây y ha. Mọi người nắm được cái chung của nó là điều trị theo bậc này, thuốc phải phối hợp giữa thuốc tắc cơn và ngừa cơn này, phải không ha. Rồi về y học cổ truyền thì mình điều trị thể hen hàn, pháp trị của mình sẽ là ôn phế kinh, tán hàn, sáng khí dịch và tiêu đờm ha, tiêu đờm bệnh suyễn. Thì phương dược của mình sẽ dùng bài tô tử giá khí thang ha. Tô tử giá khí thang thì mình sẽ có là bán hạ, trần bì và tô tử. Mục đích là giáng khí và tiêu đờm ha. Quế chi, tiền hồ với gừng thì đã để ôn phế. Đương quy và hậu phác là
có tác dụng là hành khí và bổ huyết. Rồi, châm cứu ở cái thể hen hàn thì mình sẽ cứu các huyệt, làm vậy bệnh nhân bị nhiễm phong hàn đúng không? Nhiễm phong hàn thì mình nên cứu ấm các huyệt như là cao hoang, phế du, thận du này. Ngoài ra thì mình châm tạ những cái huyệt như là phong long, thiên đột, thiên trung, định xuyễn này. Còn châm bình những huyệt phúc tâm lý và tam âm giao. Ngoài thể châm thì mình có thể kết hợp với lại mũi châm những cái huyệt bình xuyễn này, huyệt ở tuyến thượng thận ha, hoặc là huyệt giao cảm thần môn hoặc huyệt phế để làm giảm triệu chứng khó thở. Rồi về hen nhiệt, hen nhiệt thì mình phát trị là thanh nhiệt chuyên phế, giáng khí hóa đờm và định xuyễn. Bài thuốc mình hay dùng là ma hạnh thạch cam thang ha, thì mình sẽ dùng những vị thuốc như là ma hoàng với thạch cao để thanh nhiệt, thạch nhân với cam thảo là để chuyên phế, còn trần bì với bán hạ là giáng khí và tiêu đờm. Rồi thanh nhiệt thì mình sẽ dùng một số cái bài thuốc nam mình có thể áp dụng, ví dụ như là dùng phèn chi với gừng với vỏ quýt ha, vỏ quýt của bì đó ha, hoặc là với cộng với hoa cà độc dược, có thể dùng thêm bài định xuyễn thang. Châm cứu thì mình sẽ châm các huyệt là trung phủ, thiên đột, thiên trung, định xuyễn, thế du, xích trạch, thái uyên và phong long hợp cốc. Nói chung châm thì cũng không khác gì cái thể phong hàn nhiều lắm, có điều phong hàn thì mình kết hợp với cứu ấm, còn không hay nhiệt thì mình không có cứu ha. Rồi về xuyễn ha, xuyễn thực thể phong hàn thì pháp trị của mình là lợi thế khai khiếu, giáng khí và định xuyễn. Mình sẽ dùng bài thuốc là tiểu thanh long thang ha, hoặc là bài tam hoa thang, hoặc là ma hạnh thạch cam thang. Nói chung là những cái bài thuốc này thì mình có thể tham khảo ha, đều là bài cổ phương hết. Còn thể xuyễn thực thể táo nhiệt ha thì pháp trị là thanh kim, giáng hỏa và định xuyễn. Mình sẽ dùng bài thuốc là tạ bạch tán, bao gồm tam bạch bì, địa cốt bì, bạch nhĩ và cam thảo. Thể phế âm hư thì mình sẽ dùng pháp trị là tư âm bổ phế và định xuyễn. Bài thuốc là sinh mạch tán ra giảm ha. Châm cứu thì mình sẽ châm bổ các huyệt phế du, cao hoang du và thiên trung, thận du, vì du và quan nguyên. Đó. Mình sẽ châm những huyệt bổ phế này ha, bổ thận này, bổ tỳ và bổ khí. Rồi thể phế khí hư thì mình sẽ dùng pháp trị là bổ phế cố biểu ích khí và định xuyễn. Thường mình sẽ dùng bài ngọc bình phong tán gia giảm, mình sẽ ra thêm hoàng kỳ để bổ khí ha, ra thêm tô tử phòng phong bạch chuột. Bài thuốc thì mình có thể dùng thêm bài quế chi hoàng kỳ thang. Châm cứu thì mình sẽ châm các huyệt là phế du, thận du, tỳ du và cao hoang du, thiên trung, khí hại và quan nguyên. Nói chung là cũng giống với lại châm cứu của cái thể phế âm hư. Rồi thể phế tỳ hư thì pháp trị mình sẽ là ôn trung kiện tỳ, ích khí và định xuyễn. Bài thuốc sẽ dùng hương sa lục quân hoặc là phụ tử lý trung thang. Châm cứu thì mình cũng sẽ châm bổ các huyệt bổ tỳ, phế vị, bổ khí, bổ thận ha, và túc tâm lý. Thể phế thận âm hư thì thận âm hư mình sẽ dùng pháp trị là tư âm bổ thận và định xuyễn. Bài thuốc mình sẽ là bài lục vị hoặc là bài tả vị ẩm giao giảm. Châm cứu thì mình sẽ châm bổ thận âm là chủ yếu ha. Mình sẽ châm thêm những cái huyệt bổ âm như là tam âm giao, bổ thận như là thận âm như là thái khê. Rồi tháo xuyễn thể phế thận hư thì mình sẽ dùng pháp trị là ôn thận nạp khí và định xuyễn. Bài thuốc mình sẽ dùng bài bát vị quế phụ hoặc là hữu vị ẩm gia giảm. Châm cứu thì mình sẽ châm các huyệt bổ thận như là quan nguyên, khí hại, bổ thận khí, thận du và mệnh môn. Đó. Ngoài ra thì bộ phế định chuyển mình sẽ châm thêm phế du, chiên trung. Các phương pháp không dùng thuốc khác thì mình có nghĩa là dưỡng sinh nha, tập thở,
trí công ha. Dưỡng sinh thì mình có thư giãn, thở bốn thời, có cây mông và dơ chân, chào mặt trời, rắn hậu mang, vân vân. Rồi, ngoài ra kết hợp với xoa bóp bấm huyệt thì mình có thể xoa, xoa tan tiêu này, ngoài ngoài cái chuyện bấm huyệt bổ phế, bổ thận, tỳ, bổ khí thì mình sẽ xoa thêm những cái vùng, ha, ví dụ như xoa vùng tan tiêu này, xoa mặt này, xoa mũi này, ha, xoa cổ họng này. Rồi, phòng ngừa hen phế quản thì cố gắng xây dựng một cái lối sống lành mạnh ha, tránh xa những cái dị ứng nguyên gây bệnh như là khói bụi này, lông chó mèo, thuốc lá vân vân. Mỗi người sẽ có một cái dị ứng nguyên khác nhau, cố gắng là tránh căng thẳng stress, tập thở này, tập thể dục này, chế độ ăn uống đầy đủ và điều độ. Rồi, nói chung thì bệnh hen là một bệnh phổ biến ở trên thế giới ha. Gây ra số lượng nhiễm cũng nhiều và tử vong cũng nhiều. Thì người đối tượng hay gặp nhất đó là trẻ em. Cái phương pháp xét nghiệm để chẩn đoán bệnh thì là hô hấp ký. Nói chung là hen thì không thể nào mà chữa khỏi hẳn được. Nguyên tắc thì vẫn có thể nhưng mà hầu hết là không chữa khỏi được. Thường thì những cái hen mà hen trẻ em á, đó, thì nó sẽ có thể chữa khỏi được sau 5 tuổi. Một phần nếu mà kiểm soát tốt sau 5 tuổi là nó sẽ ngừng hẳn. Có những bé nó không bị tái phát luôn, nhưng mà có một số bé thì vẫn bị, thì không kiểm soát được vẫn tái phát lúc mà trên 5 tuổi. Đa phần thì sẽ là có kiểm soát nha. Nói chung triệu chứng thì dai dẳng ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống. Thuốc dùng thì bắt buộc phải dùng corticoid nên là cái tác dụng phụ của thuốc cũng là nhiều. Nói chung là cái tỷ lệ kiểm soát hen ở Việt Nam khá là thấp, cả trên thế giới cũng thấp luôn, tầm khoảng 20-30% thôi, 29% là kiểm soát được. Rồi, khi mà mình có một bệnh nhân hen phế quản vô, mình sẽ tiếp cận bệnh nhân nó như thế nào? Nếu mà bệnh nhân hen phế quản vô có triệu chứng điển hình của một cơn hen ha, thì mình sẽ hỏi tiền sử này, khám lâm sàng này, để chẩn đoán xác định xem bệnh nhân này có đúng là hen phế quản không. Nếu mà thấy triệu chứng bệnh nhân đó giống với hen phế quản ha, thì mình sẽ cho bệnh nhân đi đo hô hấp ký, làm test hồi phục phế quản xem có đáp ứng hay không. Nếu mà có đáp ứng thì chẩn đoán xác định là bệnh nhân hen phế quản và cho điều trị luôn. Ngoài ra nếu mà bệnh nhân có cái cơn khó thở mà triệu chứng nó rất là nặng á, thì phải chẩn đoán điều trị trước, là điều trị theo kinh nghiệm giữa cái thuốc cắt cơn và ngừa cơn, xong rồi đánh giá cái đáp ứng điều trị xem mà có kiểm soát được không ha, có phải vào cấp cứu hay không. Rồi nếu mà bệnh nhân có triệu chứng khó thở nhưng mà mình hỏi bệnh sử mình thấy nó không giống hen lắm đúng không, thì mình sẽ cho bệnh nhân làm test, cũng cho làm cái test cái hô hấp ký luôn. Làm nếu mà nó không đáp ứng thì cái bệnh nhân này là không có phải là bị hen rồi đó. Chẩn đoán khác và điều trị khác nha. Rồi, câu hỏi ôn tập. Câu 1 này. Bài thuốc sinh mạch 8 gia vị gồm đẳng sâm, mạch môn, sa sâm, ngũ vị, ngọc trúc. Chỉ định điều trị lưu chuyển thể nào? Bệnh A. Rồi, ok, tiếp nha. Đó, lúc mà mọi người đọc bài cuối bài này có làm câu trắc nghiệm ra đáp án đó, mọi người phải nhớ. Chứ cô đâu có lưu lại, gửi lại cho mọi người được. Câu 2. Triệu chứng đặc trưng giữa lãnh háo và nhiệt háo là gì? Khác nhau á. Có E có? E ha. Tất cả các đáp án trên nói chung là hen hàn hay là hen nhiệt á, thì các tính chất này nó đều khác nhau hết nha. Ho của cái hen hàn nó cũng sẽ khác với ho của cái hen nhiệt. Đờm của cái hen hàn nó cũng khác và mồ hôi nó cũng sẽ khác luôn. Rồi câu 3. Triệu chứng nào sau đây mô tả hư xuyễn thể phế âm hư?
Cô Đê. Rồi. Cô đề ha. Xuyễn á, thì cái triệu chứng chính của nó phải là khó thở ha. Rồi, bài thuốc tam ao thang gồm ma hoàng, hạnh nhân, can thảo được điều trị triệu chứng chính của cái gì? Diễn Rồi. Bài thuốc định xuyễn thang gồm ma hoàn, hạnh nhân, cam thảo, hoàng cầm, tăng bạc bì được chỉ định điều trị cái gì? nhiệt tháo. Tháo không? Mê hoàng âm lãnh thảo á, câu A cô ơi, có mê hoàng á. Rồi, bài hôm nay lớp có hỏi gì không lớp? Câu A đúng không cô? Cô A. Cô nói là câu 4 đi cô. Câu 4 gì em? Rồi, bài định xuyễn thang mình dùng để điều trị thể nào? Mọi người trả lời lại nào. Định xuyễn thang ha, gồm có ma hoàng, hoàng cầm, tăng bạch bì. Câu A đó cô. Câu A là lãnh háo mà. B Rồi nhiệt rồi dùng điều trị nhiệt não ha, tại vì cái bài này á chủ của nó đó là hoàng cầm, ma hoàng, hoàng cầm thanh nhiệt ha. Câu B nhiệt não. Rồi câu 4 tam áo thang, tam ao thang dùng điều trị thể gì? Chọn câu C Đúng rồi, xuyễn thức thể phong hàn. Ai vừa ai ai vừa yêu cầu nói lại á. Rồi mọi người rõ chưa? đó. Dạ rõ rồi cô. Rồi bài hôm nay lớp có thắc mắc gì không?